kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm qua thì mưa dông đã bao trùm lên các tỉnh Bắc Bộ, khiến cho nền nhiệt độ khu vực duy trì ngưỡng rất thấp. Riêng các tỉnh ở khu vực phía Tây Bắc thì nền nhiệt độ cao hơn, rơi vào ngưỡng trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ. Đến sáng nay thì mưa đã giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện tại một vài tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc. Nền nhiệt độ cũng có dấu hiệu tăng nhẹ nhưng vẫn còn khá rét buốt. Tác động của không khí lạnh cũng gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Quảng Trị. Nhiều điểm đã diễn ra mưa vừa, mưa to ở ngưỡng từ 40 cho đến 70mm và nền nhiệt độ giảm mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ chỉ phổ biến trong khoảng là từ 17 cho đến 20 độ. Còn ở các tỉnh thành phía Nam, khu vực thời tiết tốt hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ 28 đến 30 độ. Sáng nay thì mưa đã giảm và nền nhiệt tăng dần trở lại. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn phổ biến là ít mưa, ngày nắng. Sự bổ sung liên tiếp của khối không khí lạnh lục địa từ phía Bắc đã khiến cho các tỉnh khu vực Bắc Bộ luôn duy trì kiểu thời tiết nhiều mây với nền nhiệt độ khá thấp và gây ra tình trạng giá rét kéo dài. Trong hôm nay và ngày mai thì nhiều khả năng những cơn mưa rào nhẹ vẫn xuất hiện nhiều tại các tỉnh vùng núi Trung Du. Sang đến ngày 5 tháng 12 thì một đợt không khí lạnh tăng cường xuống khiến cho mưa dông mở rộng hơn cả ở các tỉnh đồng bằng ven biển. Mưa dông sẽ giảm hẳn trong ngày 6 tháng 12 khi mà các tỉnh Bắc Bộ nằm trọn trong khối không khí lạnh ổn định và trời tiếp tục rét. Dãy núi Trường Sơn chạy dọc theo hướng Tây Bắc, Đông Nam chính là nhân tố kết hợp với gió mùa Đông Bắc của khối khí lạnh để gây mưa cho các tỉnh ven biển miền Trung trong những ngày này. Sang ngày mai, do khối khí lạnh đã khá ổn định, các tỉnh khu vực chỉ còn mưa nhỏ và nhiều mây âm u. Sang khoảng trưa chiều ngày mùng 5 thì một đợt không khí lạnh khác lại được bổ sung, vì vậy mà mưa dông xuất hiện trở lại. Nhiều tỉnh ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra mưa vừa mưa to nên nhiệt độ nơi đây sẽ giảm thêm từ 1 đến 2 độ, trời tiếp tục rét tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong 3 ngày tới. Khu vực phía Tây Bắc Bộ vào ngày từ ngày mùng 4 cho đến ngày mùng 6, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, nên nhiệt độ thì vẫn duy trì ở mức thấp và trời rét. Ngày mùng 5 thì trời tiếp tục có nhiều mây, mưa có xu hướng tăng lên về lượng, ở mức độ có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 3, trời rét. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày mùng 4 thì trời tiếp tục nhiều mây, trời có mưa nhỏ và sương mù vào đêm và sáng, nên nhiệt độ tăng nhẹ nhưng mà vẫn duy trì ở mức khá thấp, trời rét. Ngày mùng 5 thì mưa tăng lên cả về diện và lượng, với mức độ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nên nhiệt độ thì có xu hướng giảm thêm từ 2 cho đến 3 độ, trời rét. Sang đến ngày mùng 6 thì trời nhiều mây, về đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, nên nhiệt độ thì vẫn duy trì ở mức thấp và trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, vào ngày mùng 4 thì trời có âm u, có mưa nhỏ vào đêm và sáng với lượng không đáng kể, ở phía Bắc trời rét. Còn ngày mùng 5 và ngày mùng 6, trời tiếp tục nhiều mây, mưa tăng dần cả về diện và lượng, có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to, gió mạnh lên cấp 3 nên nhiệt độ cũng giảm từ 1 cho đến 2 độ. Ở phía Bắc thì trời tiếp tục rét, ở phía Nam trời lạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vào ngày mùng 4 thì các tỉnh phía Bắc trời nhiều mây, âm u, có mưa. Ở phía Nam thời tiết tốt, mưa chỉ xảy ra cục bộ ở vài nơi vào lúc chiều tối, ban ngày trời nắng. Sang đến ngày mùng 5 và ngày mùng 6 thì phía Bắc mưa tăng lên về lượng, có nơi mưa vừa mưa to. Diện mưa cũng mở rộng hơn về phía Nam xuống tận Phú Yên, nên nhiệt độ ở các khu vực này cũng giảm nhẹ. Khu vực Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, thời tiết khu vực này vẫn là nơi có thời tiết tốt nhất trên cả nước, phổ biến là ít mưa, ngày trời có nắng, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn duy trì ở mức từ 28 cho đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, thời kỳ tới vẫn duy trì thời tiết tốt, mưa rào chỉ xảy ra cục bộ vào lúc chiều tối với lượng không nhiều, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất là vào khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Khu vực Biển Đông, ngày mai khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 5 nhưng trời phổ biến là tạnh giáo, ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Ngày mùng 5 và ngày mùng 6 thì gió trên khu vực này mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Đồng thời xuất hiện mưa rào và dông làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km. Trong khi đó thì vùng biển giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa luôn duy trì đới gió Đông Bắc mạnh cấp 5, thời tiết phổ biến là tạnh giáo, ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Như vậy, trong thời kỳ tới thì các tỉnh khu vực Bắc Bộ luôn duy trì trạng thái là nhiều mây, âm u và khá rét. Đặc biệt là trong ngày mùng 5 thì không khí lạnh tiếp tục được bổ sung sẽ làm nền nhiệt độ giảm thêm và mưa có thể xuất hiện nhiều hơn cả về diện và lượng. Các tỉnh ở phía Bắc miền Trung thì vẫn có mưa và có thể có mưa vừa mưa to vào trưa chiều ngày mùng 5 kéo dài sang đến ngày mùng 6. Các tỉnh phía Nam có thời tiết tương đối tốt.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!